Xin chào các bạn, mình là Thế Anh. Mình đến từ cộng đồng Thanh Điều DA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IDO đến từ những nền tảng uy tín và chất lượng cũng như các sàn đầu tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để nhận liên tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với nền tảng Bybit. Và như anh em đã biết thì ngày hôm nay một ít phút trước thì Bybit đã nhà hàng với con hàng DeFi. Sẽ là một dự án ở trong chương trình Non-Pass sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 8 tới đây. Dự án này thì admin cũng đã có kiểm tra và hôm nãy thì cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Dự án này là một cái con hàng có sự đầu tư của Amolika. Chắc chắn là khi nghe cái tên Alibaba thì nhiều anh em cũng đã hình dung ra một cái dự án chất lượng như thế nào rồi, đúng không em? Đấy. Với con hàng này thì chắc là lại có một kèo X10 nữa cho chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tin là chưa thể tham gia vào Non-Pass luôn. Nhưng chúng ta có một cái chương trình iDrop đến từ nền tảng Bybit. Thông qua chương trình này thì các bạn sẽ nhận được slot tham gia vào Non-Pass. Ta đã nhận được suất mua miễn phí trị giá là 10 đô. Và sẽ có hình như là có 50 suất thì phải. 50 suất mình cũng chưa thực sự rõ lắm. Đấy. Nhưng mà sẽ có cơ hội anh em đây có 50 suất đây. 50 suất, mỗi suất sẽ là 10 đô để anh em có thể tham gia chương trình Non-Pass. Đây là những suất phân bổ đảm bảo của Non-Pass của bên Bybit. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào cái event này với các cái hoạt động nó là đơn giản như thế này thôi. Trước tiên là các bạn sẽ đăng ký hoàn thành bằng KC xác minh danh tính theo link từ phần mô tả video. Sau khi chúng ta đã đăng ký vào KC xác minh danh tính thì các bạn sẽ ấn vào cái nút đăng ký ở đây. Các bạn có thể đi theo link từ cái nút đăng ký này nhá. Chúng ta có thể đi theo link từ nút đăng ký này. Đây mình sẽ mở cho anh em xem này. Mình mở trong cái phần cửa sổ ẩn danh để anh em có thể là tiện anh em theo dõi nhé. Đây chúng ta có thể là đi theo từ nút đăng ký này này. Và đây các bạn có thể đăng ký tài khoản đây. Sau đó thì các bạn nhớ là nút đăng ký một lần nữa nhé. Và khi anh em đăng ký, anh em đạt cái khối lượng giao dịch, anh em sẽ cần phải giao dịch giao ngay và đạt khối lượng là 50 đô. Đấy. 50 đô thì anh em sẽ nhận được cái vé qua email. Đó. Vé qua email và anh em sẽ theo dõi livestream quay số trúng thưởng tại Facebook Bybit Việt Nam thì anh em sẽ biết kết quả là chúng ta có trúng hay không và token sẽ được trả trước khi niêm yết để cho anh em. Đấy. Như vậy đây là một suất DeFi Non-Pass miễn phí có thể là cái này là một cái suất iDrop rồi. Mình sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ ở bên Bybit để hỏi xem đây là suất iDrop hay là suất phân bổ đảm bảo anh em nhé. Mình vừa hỏi các admin ở bên Bybit thì có chia sẻ rằng đây là cái suất iDrop miễn phí anh em ạ. Tức là anh em cần phải mua đâu, ngon rồi anh em nhé. Đấy, rất đơn giản thôi, mình sẽ ghi cụ thể thông tin đi tên ở trên Telegram kênh để anh em có thể tham khảo cũng như phần mô tả video một lần nữa để anh em có thể tham khảo. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video về cái chương trình iDrop tuyệt vời đến từ nền tảng Bybit này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.